hôm nay mày phải xinh thế. Đấy, ngồi ngoan đây, mày gọt đu đủ ăn nha. Ngồi xem đây cho mày làm nào. Quả to quá. Nào, để mày để cái dĩa. Wow, đất lửa to nhỏ cô bây giờ. Mình lấy cái hạt ra đây Kobi nè. Cái hạt này ăn không được đâu. Lấy cái hạt ra để tụi ta trồng nha. Wow, nhìn ngon quá. Mình phải lấy cái đường này đi nè. Mày dẹp cái này đi đã nha. Mày cắt ra đã nha. Con đi lấy cái dĩa cho mẹ nào cô Vi nào. Nè qua đây. Giỏi quá. Đây ngồi đây. Này cho cô Vi nha. Con bị cái nhỏ ra đây. Mời con ăn đi. Nè, con đây ăn đi. Đây này. Đây này. Mẹ con ăn thử ngọt lắm nha. Đưa cho mẹ đúng không? Nào. Thank you very much. Đưa cho mẹ là như thế hả Kobi?